Vâng, trận đấu tiếp theo đây là Maxey trong tay của game thủ trưởng ACC. Vâng, Maxey và Egypt khá vâng quần là đẹp hơn khá nhiều dành cho các thành viên của phía team Nam Định, nhưng trận này mà thắng được thì có lẽ là nghỉ luôn. Sẽ có một Maxey để có thể đúng vâng để có cơ sở đánh những trận theo này. Vâng, Maxey trong tay của trưởng ui chào bãi quả. Vâng, ăn được 4 cây. Quả 6 ăn được 4 cây thì trường. Trận này nghe vẻ là khá bàn căng. Hiệu quân họ là ACC. Bên mình thì chỉ là một vâng mát xe quả ăn được 4 cây và một Egypt. Nhà khá khung dành cho trường trận này. Thực ra đủ đồ trận này là trường hoàn toàn có thể cân đôi khi mà bài Maxey đang là tương đối khung. Vâng, rất khung trận này luôn, dừng là nhiều vâng bạt ngàn. Vâng, bắt đầu thì thầm mùa xuân với những câu chuyện thần tiên gì đó, với một câu chuyện có thể cân hai khi mà Maxey khung nhà và đánh châu Y. Vâng, như đây là con voi đầu tiên dành cho game thủ trưởng IS. Nó quá xa so với nhà chính, có thể câu về được thì là ngon, nhưng có câu được về được hay không chúng ta cùng chờ đợi xem. Vẫn đang chưa đủ đồ dành cho game thủ cầm Maxey đồ nhà ở trong trận đấu này. Và đến với máy của game thủ U98 là người cầm Egypt. Đây là con voi thứ hai. Bài Egypt thì đang là tương đối trống trải về mặt rừng. Và góc 9 giờ không có một cái rừng được cả. Vâng, đây trận đấu mà nếu như game thủ trường IS có đủ đồ ăn thì vẫn có thể thắng được. Khung nhà châu Y có thể cân được cả AC và C. Trong một thế trận mà giả dụ là người ta không dummy, còn nếu như người ta dummy thì hoảng luôn. Vâng, không cần nói nhiều nữa. 19-24. Nhưng đó là một câu chuyện vâng khi lên đời. Còn bây giờ thì đồ ăn của dành cho trường vẫn là chưa đủ. Vâng, bãi quả đây rồi. Như vậy là đủ rồi. Cơ cấu và lên đời thôi, sẽ không phải là lên đời sớm dành cho trường khi mà quả đầu là hơi vâng khó nhai một chút, sẽ có những tình huống chậm dần một chút xíu đến từ game thủ trường IS, nhưng nó không phải là quá nhiều. Vâng, khung nhà được trận này là vớ vẩn ở thành highlight. Đây sẽ là chiếc BG để có thể ăn quả. Ăn quả, vâng, ăn đồ thật nhanh xong rồi én về với cái hốc của mình. Một cái hốc mặc dù chỉ có một lưỡi vàng thôi, nhưng nó là đủ để cho trường có thể cân bản đồ. Màn hình máy tới từ game thủ U98, vâng, ăn tranh với màu 2 Kenz là người cầm Acidian. Bãi quả còn mới nguyên. Và đây là vâng sự cạnh ăn tranh công bằng. Mỗi người sẽ được khoảng độ khoảng hơn 300 thực dành cho bản thân. Vâng, theo thông tin của game thủ trường báo về thì xanh đánh chém và dò hò. Vâng, xanh đánh chém 23 dân dò 14%. Như vậy là Exeter dường như đang có một bài xanh ép đời, muốn ép đời phú. Vâng, đây sẽ là chiếc BB. Nhà quá khung dành cho game thủ trưởng. Nhưng mà cái quan trọng là chỉ sợ là
Vâng, sẽ có tình huống ngựa giò chọc đến khi còn chưa kích đời. Đó là điều quan trọng nhất. Còn để mà Max sẽ khung được nha mà Châu Y thì xin phép vâng Exciter cầm xe không có cửa nói chuyện. Đây sẽ là vé vàng chiến lược dành cho game thủ Trương. Đây sẽ là chiếc BL. Vâng, một trận đấu mà game thủ cầm xe đang chọc chéo sang phía bên này để cho Zidane có thể khỏe. Vâng, tân chọc chéo này sẽ khiến cho game thủ U98 cực kỳ yếu, nhưng bù lại thì Trương sẽ khung nhà thành công. Nhưng cái quan trọng là Trương có cân đôi được hay không thì chúng ta hãy cùng chờ đợi. Thực ra về mặt chất quân mà nói, cùng lời Zip và vâng y của Maxi là trong là một trong những cái đạo quân có thể nói là khủng nhất ở trong đời ba. Vâng, bây giờ thì U98 mang dân của mình sang nhà Trương hồi lại không, mang thẳng dân sang nhà Trương đóng ruộng từ đời hai luôn cho nó mát. Vâng, Seng đánh chém và AC Real đánh cung. Và khi cả hai cùng phối hợp đánh với một người thì thực sự là quá khó cho U98. Quay trở lại với máy của Trương. Trương sẽ là người phải khung nhà một cách thật nhanh. Nâng cấp chặt gỗ luôn không? Lên đời xong. Vâng, vẫn đang thiếu một chút thực. À, tôi sẽ một chút gỗ để có thể đóng nhà Y. Chưa lên đời. Vâng, đây sẽ là nhà Y dành cho game thủ Trương. Cộng với đó sẽ phải bo bế nhà cửa một cách nhanh nhất có thể. Bo vào thôi. Hai E nữa là kín rồi, chuẩn. Ăn được một dân của xe. Nhưng nó cũng chả là cái vâng không phải là vấn đề gì quá lớn khi mà xe dân chỉ có 35 thực. Đây là 16/32 dành cho game thủ U98. Vâng, cung tê AC bắn ở bên ngoài tương đối rát và timeline của game thủ U98 chỉ còn là 14/32. Sẽ bị mất toàn bộ số lượng nông dân này. Lên bánh xe chưa? Đã lên bánh xe xong và chạy thẳng sang nhà của Trương để có thể hồi lại ở trong thế trận như thế này. Timeline là 10. Mang dân sang nhà Trương. Màn hình máy của Trương timeline là 28/48. Chiêng 3 thật nhanh cho những con Y. Vâng, tạm thời thì vẫn không có lực để có thể nâng chiêng 3. Tạm thời vẫn sẽ chỉ là đánh y chiêng 2. Và hai vâng hai y vã đều ở trong thế trận như thế này. Vâng, lạc đà đến nơi, nhưng đây là y của Maxi. Dãy hàng E kia sẽ là dãy hàng yếu nhất dành cho game thủ Trương. U98 có vào đây hồi không em? Màn hình máy tới từ game thủ U98. 11. Vâng. Trong nhà Trương nhiều đất lắm em ạ. Chạy vào đấy mà vẽ ruộng. Chạy luôn từ đời 2 thì có phải là mát không? Chạy luôn từ cái lúc mà nó có giò dê ấy. Chạy thẳng luôn. Vâng, bây giờ thì sẽ là một tình huống móc máy vào nhà của game thủ màu 2. Ở nhà phía Trương thì vẫn đang có thể chống được với những con y, nhưng đang chỉ là y chương 2 và cung đời AC đang là khá đông. Liệu rằng Trương có thể thủ được nhà trong tên này không? Vâng, rất đông cung đời AC đi ăn. Nói chung là vẫn cảm thấy có mùi gì đó hơi khó. Phải có chiêng 3 mới có thể đỡ ở trong tuần này. Vâng, tạm thời là dê dắt một chút xíu. Vâng, thể hiện Ronaldo hay Messi để nhập vào đi. Dê dắt câu giờ một chút để có thể lên được chiêng 3. Tham lai là 35/40 dành cho người cầm Max Cedonia ở thời điểm này. Ra thêm chuộng. Đóng một cái BG ở phía bên ngoài đi. Vâng, bây giờ thì Seng. Vâng, Seng đóng 2 y ở nhà. Lấy thế à rồi. Vâng, đục vào chiếc BB. Vâng,
Kìa, để ý chữ BB kìa. Nó chém cục súng rồi. Vâng, bây giờ thì game thủ Trường đang muốn nâng giáp lên cho những con đi. AC đan trong tay game thủ Ken vẫn đang phải nói là rất chỉ. Cũng chẳng còn việc gì làm cho AC đan. Vâng, bây giờ chỉ ngồi bắn y thôi, chẳng còn việc gì nữa cả. Ở nhà thì ngồi sóc dân. Cung R thì bắn được y phát nào, vâng, bắn được máu nào thì hay máu đấy. Mặc dù rất lâu các bạn thấy rằng là cũng đợi AC đan bắn y của Maxi Trường 3 nó cũng rất lâu. Vâng, tần thiêu vâng mai kiếm đến từ Sen ở trong tình huống này thì không thành công. Nhưng tôi nghĩ rằng đến thời điểm này Exeter đã tụ được khoảng hơn chục con y rồi. Khi mà tôi thấy rằng Exeter đang đóng 2 y ở nhà. Vâng, bây giờ ra một tình huống dummy tới từ game thủ cầm xe. Nói chung là khó rồi. Vâng. Tên này thì có một cái phép màu nào đấy xảy ra. Bây giờ tự dưng khoảng độ một kích cung A để ứng bên trong thì vẫn có thể thủ được. Một nhà A dành cho game thủ Trường. Ta gọi cái này là hấp diêm hai đầu. Còn trong một cái phim con heo mà tôi hay xem thì cũng hay kiểu truy xăm thì nó cũng hay như thế này. Còn tức là một ông thọc trên và ông thọc dưới. Cảm giác rất đê mê nhưng thời điểm này chắc là khó. Vâng, tỷ số là 2-1 dành cho các thành viên phía Nam Định. Vâng, các anh đã gỡ được một trận. Vâng, 1-2 dành cho thành viên bên phía AOE Nam Định. Chúng ta sẽ cùng nhau chờ đợi trong ít phút để đến với trận đấu tiếp theo. Vâng, đánh rất cố gắng tới từ Trường. Khủng khiếp.